Tức là ở đây thì cái nick tưởng phổ này có đang rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là về cái vấn đề sai về những cái thông tin số liệu trong cái quá trình tu tập của ông Thích Trân Quang này, thậm chí là còn sai lệch kể cả về số chứng minh thư nhân dân cơ, rồi sai lệch về quê quán. Và đặc biệt ở đây nick tưởng phổ có nhắc đến một vấn đề, đó là cái chia sẻ của Thượng tọa Thích Thuyện Thuận nói rằng từ trước đến nay Thượng tọa Thích Trân Quang chưa từng tham gia các hoạt động hành chính các cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy mà tại sao ông này ông ấy dám khai những cái chức vụ ở trong sơ yếu lý lịch như sau: Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Trung ương Giáo hội, thứ hai là Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, thứ ba là thành viên Ban Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, chưa dừng lại đó, lại còn là Phó Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủa, thế những cái chức vụ này ông ấy lấy ở đâu ra mà ông ấy lại liệt kê vào trong hồ sơ vậy quý vị khán giả nhỉ? Rõ ràng ở trên thì Thượng tọa Thích Thiện Thuận nói rằng là ông này ông có tham gia cái chức vụ gì đâu, mà tại sao đếm sơ sơ ở đây thì ông ấy đã có tới 5 chức vụ khác nhau ở trong giáo hội, cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cả Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thật là khó hiểu nha cô chú chị nha. Vậy thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là thầy tự bịa ra những cái chức vụ này và lời của Thượng tọa Thích Thiện Thuận là đúng, ông này không có tham gia chức vụ gì ở trong giáo hội. Hai là thầy có nhưng mà Thượng tọa Thích Thiện Thuận quên. Tuy nhiên thì theo như em đánh giá thì chắc là Thượng tọa Thích Thiện Thuận không có quên đâu, bởi vì tham gia chức vụ thì kiểu gì trong giáo hội cũng sẽ có những cái sự ghi chép, mà không có thì là không có. Còn năm cái chức vụ này nó ở đâu ra thì chắc là sắp tới chúng ta sẽ rõ sự thật thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái giấy chứng nhận, từng cái căn cước công dân và từng cái bản lý lịch tự khai của ông Thích Trân Quang, Vương Tấn Việt. Vâng, và phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu về hai cái giấy chứng nhận tăng ni. Đầu tiên sẽ là cái giấy chứng nhận tăng ni bản cũ thọ giới tỳ kheo năm 1981 tại giới đàn Ấn Quang, do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã ký vào ngày 28 tháng 2 năm 2001. Cái giấy chứng nhận thứ hai là bản mới, là thọ tỳ kheo năm 1984 tại cũng giới đàn Ấn Quang, do Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ký vào ngày 15 tháng 2 năm 2014. Trong hai giấy chứng nhận tăng ni không trùng khớp về năm thọ giới cũng như là số chứng minh thư nhân dân. Ở đây thì mọi người nhìn ở trên màn hình đúng không ạ? Mọi người sẽ có thể thấy được những cái điểm khác lạ như sau. Thứ nhất là cùng tại giới đàn Ấn Quang, tuy nhiên lại có hai người ký khác nhau vào những năm khác nhau. Thứ nhất là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ký vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, thì cái năm thọ giới ở đây ghi là năm 1981. Cái giấy chứng nhận thứ hai thì là Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ký vào ngày 15 tháng 2 năm 2014, thì cái năm thọ giới ở đây lại là năm 1984. Còn một cái cực kỳ quan trọng, đó là có hai số chứng minh thư nhân dân ở đây. Ở cái giấy chứng nhận đầu tiên thì số chứng minh thư là 270-863-327 do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ký. Còn ở cái giấy chứng nhận tăng ni thứ hai ấy, thì số chứng minh thư ở đây lại là 273038848 do Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ký. Ồ, như vậy ở đây là có tới tận hai số chứng minh thư nhân dân. Sao lạ kỳ vậy nhỉ? Ta có một người thôi, cũng một địa điểm thọ giới thôi, mà có tới ba cái số liệu khác nhau. Cái này chắc là để cho cơ quan chức năng sẽ làm rõ nha, còn em hiện chỉ nêu ra vấn đề thôi. Phần tiếp sau thì em sẽ phân tích cho quý vị khán giả những cái sơ yếu lý lịch qua các thời kỳ của ông Vương Tấn Việt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái bản lý lịch số 1. Đấy, được viết tay vào ngày 8 tháng 6 năm 2002. Thì ở cái bản sơ yếu lý lịch viết tay này ấy, chúng ta sẽ có một cái số liệu như sau. Đó là ông này sinh ra tại Buôn Mê Thuột. Số chứng minh thư nhân dân là 273038848, cấp tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20 tháng 8 năm 1994. Quê quán ở đây ghi là Tây Ninh. Trình độ văn hóa là 12/12, Đại học Ngoại ngữ Anh Văn. Xuất gia vào ngày 15 tháng 1 năm 1980 tại tu viện Huệ Quang tại thành phố Hồ Chí Minh. Bản lý lịch số 2, khi khán giả hãy nhìn vào cái sơ yếu lý lịch này, chúng ta sẽ thấy những cái nội dung như sau. Bản lý lịch này được khai vào ngày 28 tháng 10 năm 2009. Và ở cái bản sơ yếu lý lịch này, chúng ta thấy được rằng là số chứng minh thư nhân dân vẫn là 273038848, cấp tại Công an Vũng Tàu ngày 4 tháng 5 năm 2005. Quê quán là tại Nghệ An.
Thậm chí là còn có cả tên tên gia phả là Hồ Chí Việt, quê quán Nghệ An này, xuất gia vào ngày 15 tháng 1 năm 1980 tại Thường Chiếu. Bổn sư Hòa thượng Thích Thanh Từ, y chỉ là Hòa thượng Thích Huệ Hưng. Và sau đó thì tự xưng là các chức vụ như là Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, thành viên của Ban Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai cái bản sư yếu lý lịch này thôi, quý khán giả đã thấy có những cái sai lệch về số liệu chưa ạ? Hay là cái số liệu nó không đồng nhất đấy? Bởi vì cái sơ yếu lý lịch đầu tiên ấy, thì số chứng minh thư thì giống nhau này, cũng là tỉnh Vũng Tàu cấp này. Nhưng cái ngày cấp, đúng không ạ? Ngày cấp thì là ngày 20 tháng 8 năm 1994. Nhưng ở cái sơ yếu lý lịch thứ hai thì ngày cấp cũng ở Công an Vũng Tàu, cũng số chứng minh thư đó. Nhưng ngày cấp lại là mùng 4 tháng 5 năm 2005. Tức là về cái ngày cấp của cái chứng minh thư không đồng nhất. Rồi quý vị khán giả còn thấy một cái điều như này, cũng là số chứng minh thư nhân dân là 27303388 được cấp tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20 tháng 8 năm 1994, nhưng quê quán ở đây lại là Tây Ninh. Còn cũng cái số chứng minh thư đó là 27303388 cũng cấp tại Công an Vũng Tàu, nhưng cấp ngày mùng 4 tháng 5 năm 2005 thì quê quán ở đây lại là Nghệ An. Như vậy nó sẽ có hai khả năng. Một là ông này ông ấy khai linh tinh. Trường hợp thứ hai là năm 1994 thì ông này có một cái chứng minh thư nhân dân là quê là ở Tây Ninh. Sau đó thì ông ấy lại tiếp tục, không biết là ông ấy mất hay là ông như nào, nhưng mà ông ấy lại làm thêm một cái giấy chứng minh thư nhân dân nữa vào năm 2005 và lấy quê quán là ở Nghệ An. Quá phức tạp. Rồi đến cái lý lịch thứ ba, xin mời quý vị khán giả cùng xem ở trên màn hình. Thì cái lý lịch này được khai vào ngày 29 tháng 12 năm 2016. Khai quê quán thì lại ở Tây Ninh. Đấy, xuất gia vào ngày 15 tháng 1 năm 1980 tại tu viện Huệ Quang. Bổn sư Hòa thượng Thích Huệ Hưng đã ký. Ở đây có một số chức vụ như sau, đó là Phó Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thứ hai là Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như vậy ở đây chúng ta lại thấy những cái số liệu khác nhau. Bây giờ thì cùng số chứng minh thư là 27303888 cấp tại Công an tỉnh Vũng Tàu, cấp cùng ngày đó là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2005, nhưng bây giờ quê quán nó lại khác nhau. Cái bản sơ yếu lý lịch số 2 ấy thì là quê ở Nghệ An, còn cái lý lịch số 3 này ấy thì lại là Tây Ninh, quý vị khán giả. Ở cái khi mà so sánh cái số 1 với cái số 2 thì nó khác năm, thì coi như là thầy gọi là thầy làm mất xong thầy làm lại ở năm sau, đúng không ạ? Nhưng bây giờ là cùng một năm nhưng mà lại có hai quê quán. Thế này thì chắc là thầy bị lẫn à? Hay là thầy có biểu hiện của sự giả dối, lươn lẹo ở đây hả cô chú anh chị? Mọi người hãy để lại bình luận cho em nắm được nha. Và đừng quên là ấn like cho em Thiện một cái, bởi vì em Thiện đã làm video clip này cực kỳ mất công. Bởi vì đôi khi là cái người mà đăng cái bài viết này lên ấy là chưa chắc đã phân tích sâu bằng em Thiện đâu. Cho nên là mọi người bớt cho em khoảng tầm 3 giây để like và đăng ký kênh nha, động viên em Thiện tí. Em Thiện cảm ơn rất nhiều. Như vậy ở đây thì em Thiện sẽ tổng kết cho quý khán giả là ông này có những vấn đề như sau. Về thông tin cá nhân ấy, thì có 2 số liệu giấy chứng nhận tăng ni, có 3 số liệu về chứng minh thư nhân dân, có 2 số liệu về quê quán, và có 2 số liệu về ngày thọ giới cũng như là nơi thọ giới và người ký. Tức là cái lý lịch của ông Quang này ấy, rất là bất nhất, tức là không đồng nhất. Tại sao lại như vậy? Ông này như em đánh giá thì không có đi tham gia cách mạng, mà hoàn toàn là chỉ có ở nhà thôi. Sau đó thì đến 20 tuổi thì bắt đầu đi tu. Người đi tu mà lại sao lại cái lý lịch nó lại lằng ngoằng, rồi nó lại bất nhất như thế này nhỉ? Kể mà ông này ông ấy đi kháng chiến thôi, thì đã đành là đi kháng chiến thì có thể thất lạc giấy tờ, thì có thể là đi làm lại, rồi nó nhiều cái bất nhất như thế này. Nhưng đây chúng ta thấy một cái điều rằng ông này ông ấy chả tham gia kháng chiến, mà ông ấy chỉ tham gia đi tu thôi. Đấy, thời gian rảnh nhiều, cũng chả có gọi là làm cái gì gọi là đến mức là phải quăng đi cả cái giấy tờ. Mà đi tu, quý vị khán giả biết được rằng là đi tu thì cái việc bảo quản đồ dùng cá nhân thì nó rất là an toàn. Vậy mà tại sao lại có nhiều số liệu về vấn đề giấy tờ tùy thân như thế này? Thì rất là mong trong thời gian sắp tới thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ, để xem là ông này ông ấy sử dụng nhiều giấy tờ, nó nhiều số liệu như thế này nhằm mục đích gì, cũng như là sẽ làm sáng tỏ về vấn đề bằng cấp 3 rồi bằng tiến sĩ, xem là như thế nào. Chứ còn trong những cái sơ yếu lý lịch tự khai này ấy, thì đều khai là trình độ 12 trên 12 thôi.
Đấy, rồi là trình độ đại học, rồi cử nhân anh văn các thứ đúng không ạ? Đều rất là ngon nghẻ. Cho nên là mới được thuận lợi thăng tiến vào các chức vụ. Và đặc biệt là bên phía giáo hội cũng cần làm rõ xem là ông này ông ấy có những chức vụ gì ở trong giáo hội, mà tại sao ở đây ông ấy lại khai tới có 5 chức vụ liền. Rất mong là giáo hội sẽ làm rõ vấn đề này nha. Ai thọ giới cho quan? Theo dòng sự kiện, bỏ qua những tranh cãi về quê quán, lúc Nghệ An, lúc Đắk Lắk, những láo nháo về bằng bổ túc cấp 3, nhà nước thì có công văn rồi, nhưng một số người nào đó vẫn cứ cãi cùn những lộn xộn về bằng tiến sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề mới, đó là sự nghiệp tu hành của quan. Đọc xong bài này, mọi người sẽ thấy hôm trước Thượng tọa Thích Thiện Thuận nói rằng Thượng tọa Thích Chân Quang chưa từng tham gia các hoạt động hành chính các cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điều đó là đúng nha. Theo các nguồn tin thì Thích Chân Quang, tức Vương Tân Việt, sinh năm 1959. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, khi ấy Việt vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi trăng tròn, trong tình hình cấp bách chống quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, Chủ tịch nước bây giờ là Tôn Đức Thắng đã ra lệnh tổng động viên toàn quân, toàn dân kháng chiến. Hay là với lòng yêu nước nồng nàn, năm 1980, Việt lại đi tu tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, lấy pháp danh là Thông Huyễn. Nhưng chỉ sau mấy tháng, vì hay chỉ trích chống phá huynh đệ đồng tu, đó là sư ông Thanh Từ nói vậy nha, tường phổ không có bịa đặt gì à. Thì chú thông minh, chú viết bài vở cũng khá, nhưng mà chú viết thì chú hay chống người này, chống người kia. Tôi không bằng lòng, tôi mới quở, tôi nói chú làm như vậy là không được. Bởi vì người tu, mình phải tìm, phải hiểu cho thấu đáo, đừng đứng mặt này mà chỉ trích mặt kia, như vậy đó là khiển cận, tôi không chấp nhận, cho nên tôi phạt, chú phải rời chúng 3 tháng. Mà sư ông nhận xét nét ghê á, giờ cái nét vẫn y chang, nên bị Hòa Thượng Thích Thanh Từ phạt phải ra khỏi chúng 3 tháng. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi chúng, Việt không sám hối mà lại tự ý theo sư Thích Thông Lạc, tu tại Thiền viện Trơn Như, dứt tình thầy trò với thầy tổ đầu tiên của mình, rồi đổi pháp danh thành Chân Quang. Tại nơi tu tập mới, thì một thời gian sau, tức khoảng 1 năm, do không chịu nổi giới luật khắt khe của tu viện, Thích Chân Quang quyết định rời tu viện Trơn Như và vị thầy thứ hai. Ít lâu sau, Chân Quang được nhận là môn đệ của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, trụ trì tu viện Huệ Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Chắc vì tương lai sáng lạn, tiền đồ rộng mở, nên con đường tu học của Quang nó cũng chắc chờ ngay từ những ngày đầu. Chúng thanh niên hay gọi là gì nhỉ? Chướng ngại của bậc thánh à? Nhiều thầy nhiều nơi học quá, cho nên là nhiều khi Quang hay nhầm lẫn nhỉ? Thấy kể chuyện Đức Phật từ hơn 2.600 năm trước vanh vách, rồi mỗi lần đại lễ lại tiện mồm ấn chứng cho người nọ, chứng tu đà hoàn cho người kia, chứng A-la-hàm, rồi ấn chứng con của đệ tử này là chư thiên đầu thai, vân vân mây mây. Nhưng mà cái lúc làm hồ sơ khai lý lịch thì loạn hết cả lên, cụ thể như sau. Cái này là Quang tự khai nha. Quang có 2 giấy chứng nhận tăng ni. Giấy chứng nhận tăng ni bản cũ, thọ tỳ kheo năm 1981 tại giới đàn Ấn Quang, do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ký ngày 28 tháng 2 năm 2001. Giấy chứng nhận tăng ni bản mới, thọ tỳ kheo năm 1984 cũng tại giới Ấn Quang, do Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ký ngày 15 tháng 2 năm 2014. Trong 2 giấy chứng nhận tăng ni không trùng khớp năm thọ giới và số chứng minh thư nhân dân. Chứng điệp thọ giới tỳ kheo số 10132 CDTSTUGH xuất gia năm 1980 tại Thiền viện Thường Chiếu, thọ tỳ kheo năm 1984 tại giới đàn Ấn Quang, do Hòa Thượng Thích Thiện Pháp ký ngày 15 tháng 2 năm 2014. Như vậy, nơi xuất gia và vị bổn sư trong chứng điệp không trùng khớp với bản khai lý lịch. Trong 4 bản khai lý lịch tự khai, bản khai lý lịch 1 do Quang viết tay vào ngày 8 tháng 6 năm 2002, quê quán tại Tây Ninh, xuất gia vào ngày 15 tháng 1 năm 1980 tại tu viện Huệ Quang. Bản lý lịch số 2, ngày 28 tháng 10 năm 2009, hồ sơ Quang xin trụ trì chùa Viên Quang, Nghệ An, khai họ và tên là Vương Tấn Việt, tên gia phả là Hồ Chí Việt.
quê quán tại Nghệ An, xuất gia ngày 15 tháng 1 năm 1980 tại Thường Chiếu, bổn sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ, y chỉ sư là Hòa Thượng Thích Huệ Hưng và tự xưng các chức vụ như 1. Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học, Trung ương Giáo hội. 2. Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương. 3. Thành viên Ban Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản lý lịch 4, ngày 29 tháng 12 năm 2016, Hồ Sơ Quang xin Tấn Phong là Hòa Thượng, khai quê quán tại Tây Ninh, xuất gia ngày 15 tháng 1 năm 1980 tại Tu viện Huệ Quang, bổn sư Hòa Thượng Thích Huệ Hưng. Chức vụ nêu trong bản lý lịch này: 1. Phó Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 2. Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy, theo nội dung trong 4 bản lý lịch Quang tự khai thì không trùng khớp quê quán, nơi xuất gia, thầy bổn sư, tự xưng các chức vụ và không học các lớp sơ, trung, cao cấp Phật học nào cả. Thưa giáo hội, nhà nước và nhân dân, chúng tôi hết sức quan ngại về con người này. Từ những nguồn gốc xuất xứ, trình độ học vấn, việc tu học của ông ta đều không thể giả chân hơn được nữa. Còn với các chúng thanh niên, hôm qua các bạn report làm mất bài của Tường Phổ trong đêm, các bạn sợ gì? Chả ai làm giả đống giấy tờ này đâu nhé. Từ hồ sơ mà Quang nộp lên trên cả đó, không tin hỏi Quang đi. Hôm nay các bạn có thể report tiếp, nhưng rồi sẽ có người thứ hai, người thứ ba, và những thông tin này sẽ được lan rộng để cả nước biết đến. Các bạn đừng giả mù giả điếc làm gì cả. Trước khi report hãy thử đọc và suy nghĩ cho kỹ vào. Trước khi các bạn thề trung thành với ai, thề đời đời làm con của ai, phụng sự ai, thì hãy tìm hiểu rõ về người đó. Tìm hiểu nguồn gốc xuất thân, trình độ học vấn. Đừng chỉ nghe những lời đầu môi chót lưỡi, mật ngọt chết ruồi đấy. Thưa quý vị khán giả, thì từ nãy giờ em Thiện cũng đã chia sẻ cũng như đọc cho cô chú chị một cái bài viết mới nhất của cái nick Thích Nữ Tường Phổ ở trên Facebook. Có vẻ như là bài viết này không phải là bài viết đầu tiên với nội dung như thế này, mà là do đã đăng nhiều lần rồi, nhưng mà do các đệ tử chúng thanh niên của ông Quang đã vào report, tức là vào báo cáo ấy, cho nên là nick này đã phải đăng lại rất là nhiều lần. Thì Tường Phổ có nói rất là đúng, đó là tại sao những cái này chả ai làm giả cả, nó là sự thật ấy, thì tại sao phải báo cáo làm gì? Hay là sợ không tin vào sự thật à? Mà hãy dành ra một chút thời gian để đọc xem rằng là cái nick này đưa tin nó có đúng hay không. Nếu mà đúng thì phải công nhận chứ, đúng lại bây giờ lại che đậy cho thầy à? Thế thì phải xem xét lại bản thân đi nha. Che đậy cho thầy là đang phá giới đấy, đó chính là phá giới nói dối. Và bây giờ thì em sẽ phân tích từng cái văn bản một cho quý vị khán giả nắm được nha. Quý vị khán giả xem video clip đến đây, nếu có gì mà chưa thắc mắc, chưa rõ ràng thì mọi người hãy để lại góp ý ở dưới bình luận. Nói chung là làm video clip này em Thiện cũng rất là vất vả, bởi vì số liệu nó rất là loạn, nó không đồng nhất. Cho nên là mong quý vị khán giả thông cảm, có cái chỗ nào mà em Thiện giải thích nó chưa được ổn ấy, thì mọi người hãy góp ý ở dưới video clip này nha. Và đừng quên tặng cho em Thiện một cái like, bởi vì video clip này em Thiện làm rất là vất vả. Cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người.